Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề khám lâm sàng bộ máy hô hấp. Tôi tên là bác sĩ Ngô Quy Châu, trưởng bộ nội ở Trường Đại học Hà Nội. Trước khi tiến hành khám lâm sàng trên bệnh nhân, thì người thầy thuốc phải rửa tay bằng dung dịch xà phòng hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh để đảm bảo phòng lây nhiễm một số các cái vi khuẩn hoặc các nhân viên khác từ tay của thầy thuốc sang người bệnh. Chào em bị bệnh từ bao nhiêu ngày nay rồi? Dạ, em bị bệnh từ một tháng trước. Một tháng nay? Dạ. Thế đầu tiên bị biểu hiện như thế nào? Dạ, đầu tiên thì em bị sốt. Dạ. Sốt dạ, sau đó là bị ho. Và sau đó là cảm giác hơi tức ngực. Thế sốt thì có cảm? Dạ không. Sốt thì sốt liên tục hay là sự thỉnh thoảng có từng cơn sốt một? Thỉnh thoảng nhé. Thế trước khi bị sốt thì em có bị nhiễm lạnh hay là bị mưa có cái gì đặc biệt không? Em trước khi bị sốt thì hôm đấy em đi trời mưa về. Đi trời mưa về. Thế sau trời mưa khoảng tiếp xúc với mưa khoảng bao nhiêu lâu sau thì bắt đầu sốt? Một ngày sau. Một ngày sau sốt. Thế sốt trong bao nhiêu lâu sau thì bắt đầu bị ho? Cũng còn vài ngày sau là bị ho. Vài ngày sau bị ho. Thì có khạc ra đờm không em? Dạ có. Đờm em có để ý màu gì không? Dạ hình như là màu vàng. Màu vàng. Dạ. Thế ngoài cái việc mà có ho, có sốt như vậy thì có thêm biểu hiện gì khác không? Em có bị đau chỗ nào không? Dạ em hơi tức ngực. Tức ngực thì có thường xuyên hay là từng lần một, từng cơn một? Dạ cũng từng cơn một thôi. Dạ. Cũng khi em còn mạnh thì thấy hơi tức ngực. Tức ngực hơn. Dạ. Em ăn uống thế nào, có gì thay đổi không? Dạ, em ăn vẫn vậy hiện. Vậy. Có sút cân không? Dạ, hơi sút chứ. Hơi sút chứ. Sơ bộ như vậy thì có lẽ là em bị bệnh đường hô hấp. Bây giờ chúng tôi sẽ khám bệnh, khám toàn thân, tập trung vào hô hấp nhé. Dạ. Bây giờ em ngồi dậy đi. Dạ. Em xoay chân sang bên mình. Okay. Em hít thở bình thường. Sau khi hỏi bệnh thì ta thấy có một số dấu hiệu về khu trú cái bệnh lý ở hệ thống hô hấp, thì chúng ta sẽ tiến hành khám lâm sàng hô hấp. Khám lâm sàng hô hấp bắt đầu bằng việc nhìn quan sát người bệnh, quan sát tư thế của người bệnh, để mặt mũi của bệnh nhân xem có dấu phát hiện dấu hiệu tím môi rồi các cái đầu ngón tay ngón chân, xem quan sát trên hình dạng lồng ngực, xem lồng hai bên có cân đối không, sưng vị trí sưng ướt như thế nào, rồi các cái di động của lồng ngực xem có cái gì bất thường không. Thì có những trường hợp bất thường, ví dụ như một cái bên lồng ngực căng phồng lên, hoặc là có những cái màu sắc da bất thường, ví dụ một bên lồng ngực có thể nề đỏ trong trường hợp mà có cái bệnh gì ở trong khoang màng phổi, tận mù màng phổi, giò thải măng, cũng có thể có phát hiện các lỗ giò ở trên thành ngực, hoặc ở mặt trước, hoặc ở mặt sau, hoặc ở vùng nách hai bên. Thì về nguyên tắc là phải quan sát kỹ toàn bộ lồng ngực.
phía trước, phía sau, bên phải, bên trái. Sau khi quan sát kỹ toàn thân cũng như lồng ngực thì chúng ta sẽ tiến hành sờ để phát hiện những cái bất thường trên lồng ngực. Sờ thì sờ theo trên các cái vị trí, các cái xương đòn, các cái khung xương sườn, và hỏi người bệnh xem có cái điểm đau nhói khi mình sờ ở vùng ấn bên đây. Em thấy có gây nên đau không? Dạ không. Trong một số trường hợp có những tràng khí dưới da, chỉ khi sờ trên lồng ngực có thể thấy ấn tay nó phải dấu hiệu nó lép bép dưới da, như là trường hợp sạm của tuyết ấy, mình có thể phát hiện được. Về khi khám sờ trên thành ngực của bệnh nhân cũng còn có lưu ý là có phát hiện cái sự thay đổi và trung thanh. Để khám phát hiện rung thanh của lồng ngực của người bệnh thì chúng ta sẽ đặt lòng bàn tay lên thành ngực đối xứng hai bên và là bệnh nhân đếm 1 2 3. Em đếm 1 2 3 nhé. Dạ. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Khám rung thanh ở phía sau lồng ngực, ta cũng đặt áp lòng bàn tay lên trên thành ngực của bệnh nhân đếm 1 2 3. À, so sánh đối chiếu hai bên từ trên xuống dưới. Em đếm 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Em đếm 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Được. Với tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành gõ trên thành ngực người bệnh để phát hiện cái tiếng ba khi ta gõ trên ngực. Trước hết là chúng ta sẽ gõ từ trên xuống dưới để đối chiếu so sánh hai bên. Khi gõ thì đặt cái bàn tay trái trên thành ngực của bệnh nhân và cái ngón tay sẽ đây sẽ ngón tay này sẽ đặt vào cái giữa cái khoang liên sườn và chúng ta sẽ gõ. Gõ thì cái ngón tay gõ này phải vuông góc với cái mặt của cái ngón tay đặt trên thành ngực và cố gắng gõ với cái lực mạnh và đều. Khi gõ mũi chúng ta đã hỏi bệnh thì thấy bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt hoặc là đau tức ngực ở bên phải. Thì khi gõ chúng ta sẽ bắt đầu gõ từ cái bên ít có khả năng bị bệnh là bên trái rồi sẽ gõ sang bên phải. Khi gõ chú ý là cái cử động của cổ tay chứ không phải là cả cánh tay như thế này, như vậy là không đúng. Chúng ta gõ từ trên xuống dưới rồi sẽ gõ đối chiếu so sánh hai bên cho đến chính xác. Gõ thì chúng ta cũng phải gõ cả phía sau, cả phía trước, cả phía nách, cả hai bên. Bây giờ chúng ta tiến hành gõ phía trước của lồng ngực thì sẽ gõ theo các đường giữa xương đòn, đường sắt, kẽ ức, hai bên và chú ý cái vùng đục của gan, cái vùng đục của tim. Giữa nào?
Dạ. Chúng ta sẽ gõ tiếp vùng nách bên phải theo đường nách trước, đường nách giữa và đường nách sau. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành nghe lồng ngực của người bệnh. Anh hít thở. Qua khám bệnh tôi thấy em có những dấu hiệu có cái tình trạng nhiễm trùng ở phổi bên phổi bên phải. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cho làm thêm một số các cái xét nghiệm để mà khẳng định cái bệnh lý đó phổi cũng như xem xét cái ảnh hưởng của bệnh lý phổi đó lên toàn thân. Trước hết thì sẽ em sẽ được đi chụp phim X quang phổi. Khi đi chụp phim X quang phổi thì nhân viên khoa cho nói nhanh và em hít sâu vào thì em hít thật sâu rồi đi thở sâu vào thì chúng ta sẽ chụp phim một gen. Thứ hai em sẽ được điều dưỡng phát cho cái lọ để lấy đờm, thì em cố gắng hít thật sâu qua mạch khả được đờm làm đạt xét nghiệm tìm vi khuẩn trong máu. Thứ ba em sẽ được làm một số xét nghiệm máu để xem cái ảnh hưởng của bệnh lên toàn thân cũng như xem các cái bệnh lý khác có thể có của mình.